Hello, chào mừng quý anh chị nhà đầu tư quay trở lại với video của em Tịnh ở trên kênh YouTube ITB Club Channel. Chúc anh chị có một buổi chiều với thật nhiều niềm vui và niềm hạnh phúc bên người thân và gia đình anh chị nha. Và những giây phút xem video với nhiều thông tin thật là hữu ích. Rồi, anh chị trước khi đi vào trong video này thì có thể là để lại cho em Tịnh một cái nút like, một cái nút đăng ký nếu mà mình chưa đăng ký kênh và để lại những cái bình luận trái tim màu tím nếu mà video này có những cái sự ý nghĩa à, có những thông tin có ích đối với các anh chị và à, ngồi việc đó thì anh chị có thể để lại cho em tặng những cái mã cổ phiếu mà anh chị quan tâm về điểm mua điểm bán điểm nắm giữ để em có thể là hỗ trợ cho quý anh chị ha đó rồi thì uh, đi vào thị trường trong ngày hôm nay thì sau 1 2 3 4 5 6 7 8 sau 8 phiên tăng điểm thì ngày hôm nay vừa nên đã có một phiên uh, điểm giảm đầu tiên à, một phiên điểm giảm đầu tiên với cái mức giảm là 1.1 1.11 tương ứng với 0.09% đóng nến ở vùng 1.172.98 điểm với cái độ rộng thị trường hiện tại vẫn đang nghiêng về các cái mã tăng à, từ ngày phiên ngày hôm qua và phiên ngày hôm nay thì độ rộng thị trường vẫn đang nghiêng về các mã giảm anh chị nha đang nghiêng về các mã giảm và số mã giảm hiện tại là 276 mã số mã tăng thì chỉ có 185 mã và số mã không chiếu thì 67 mã tác động tới vn index ngày hôm nay thì anh chị thấy là cái khối lượng lớn cái phần điểm lớn tác động trong chiều tăng đối với vn index là việc công banh à, người ta có thể nói là việc công banh hôm nay là gánh công lần nữa anh chị gánh công lần nữa bên cạnh đó thì có cái sự góp mặt của một số cái mã cổ phiếu khác ví dụ như là nhóm thép có hbg nhóm ngân hàng có đó HDBank, nhóm bán lẻ thì có mwg rồi có nhóm bmb nhà cầu nhóm hóa chất nhóm nhựa anh chị nhé rồi mansan vinamilk và một mã cổ phiếu là dhg rồi chiều giảm thì anh chị thấy là có sự góp mặt của vít này nhận win anh chị nha, win 1 2 3. Rồi, hai mã ngân hàng một VPBank và BID. Rồi một mã của GAS ha và BVG. Đó là những mã mà đang có những tác động à, theo chiều giảm. Có ngồi ngày hôm nay là một phiên mua ròng anh chị, một phiên mua ròng. Giá, giá trị mua ròng trong 3 phiên gần đây thì bắt đầu giảm dần lại nhưng mà hôm nay là một phiên mua ròng à, mua chủ yếu là Vin Vinamilk, VinHome Vinh, Vinh, mua lại hbg rồi anh chị nha, gọi là hbg còn bán chủ yếu là bán việc công anh chị hôm nay việc công tăng lên họ không biết là bán ha Ở bán ngay đỉnh thì cũng khá tích cực bán trong chiều tăng của cái mạng cổ phiếu việc công này rồi tự doanh thì phiên ngày hôm qua là một phiên mua rồng anh chị mua rất nhiều vi banh mua vinamilk rồi bán thì gì bán vsc bán uh, bkm ha bcm bán dabaco à. ngày hôm nay thì chưa có số liệu nên là em chưa có tập nhật cũng như là thống kê cho anh chị được ha rồi xét về mặt thanh khoản thì anh chị thấy là thanh khoản phiên ngày nay trong phiên sáng tới lúc mà 10 giờ 42 trước 11 giờ anh chị thì thanh khoản nó vẫn có mức độ xem xem sau phiên ngày hôm trước nhưng mà sau 10 giờ 42 tức thì thanh khoản bắt đầu có những sự thay đổi và à, lên một xíu anh chị ha, lên một xíu so với ngày hôm trước anh chị thấy về cái mức độ cái độ rộng cái khoảng cách giữa hai cái biên độ trên lệch giữa hai ngày ha. Hai ngày thì anh chị thấy là cái thanh khoản anh chị hơn cái phiên ngày hôm qua một xíu thôi chứ cũng chưa có nhiều về các ngành nghề à về các ngành nghề thì anh chị thấy hiện tại là có vật liệu cơ bản là đang xanh này à, tài chính đang xanh dịch vụ tiêu dùng đang xanh viễn thông công nghiệp dịch vụ hạ tầng là đang đỏ y tế xanh à, dầu khí đỏ đó thì trong những cái mã cụ trong cái nhóm này thì nhóm vật liệu cơ bản thì anh chị thấy là à, nhóm à, hóa chất đang đỏ điểm khai khoáng đang đỏ điểm ha thì họ trong nhóm hóa chất này anh chị thấy là à, các mã cổ phiếu chỉ có đất giang là đang xanh nhẹ ha đất gian đang xanh nhẹ bmb là tím nhựa bình minh là tím còn một số mã cổ phiếu lớn khác trong cái nhóm này thì đang đều à, chứa trong sắc đỏ anh chị nha, đang đều trong sắc đỏ cả. Rồi nhóm khai khoáng thì có KB và VBG. TNT thì anh chị thấy là KB vẫn đang có một nhịp độ xanh nhẹ thôi. Rồi nhóm kim loại công nghiệp thì ngày hôm nay HG và HBG có cái sự tăng trở lại. NKG vẫn đang trong một sắc đỏ nhẹ. Rồi về nhóm tài chính thì anh chị thấy là à, nhóm công ty chứng khoán thì vẫn đang trong một cái sự phân hóa ha thì ngày hôm nay cũng có những cái nhịp kéo tăng khá tốt về những vùng cao đầu đó là khoảng 10 3.65 nhưng mà cổ phiên cũng bị bán tương đối mạnh về lại còn vùng 13 tăng 1.55 sau phiên trước thì cũng khá tích cực Windy, SSI HCM MBS FBS AGR là những mã cổ phiếu mà đang có sắc đỏ trong đây ha đó vào wow. STS trong phiên có những cái nhịp kéo lên khá tốt nhưng mà cổ phiên cũng bị bán khá là nhiều bị áp lực chốt lời nha anh chị nha rồi chỉ có là uh, VCI là vẫn đang giữ được cái sắc xanh thôi à, đang giữ được sắc xanh cùng với vít một số mà khác ABG thì sau phiên tím ngày hôm qua thì phiên hôm nay tiếp tục còn dư điện là vẫn còn uh, tăng khá tốt EBS này thì những mà nhỏ nha anh chị nha những mà cổ phiếu nhỏ này thì mình còn có quan tâm tới Ok về nhóm bất động sản thì anh chị thấy là chiều nay à, vào phiên chiều thì nhóm bất động sản đều có những cái áp lực điều chỉnh khá lớn điều chỉnh khá lớn và đa phần những cái mã này hiện tại đang có những cái nhịp gọi là điều chỉnh về lại cái vùng khách sạn của mình ở trong cái khung daily thì đây có phải là cái điểm mua hay không thì mời các anh chị sẽ cùng em đi vào trong ngay nhóm đồ thị này của các mã anh chị nha sau khi mà em lướt qua về các nhóm ngành để anh chị có thể thấy được là trong cái điều kiện sắp tới thì thị trường sẽ có thể có những hoạt động như thế nào và những hoạt động đó nó sẽ có ích hay là uh, như thế nào đối với các anh chị hoặc là các cái mã cổ phiếu anh chị quan tâm nha anh chị nha đó, thì trong nhóm bóng động sản thì đa phần đều đang trên đỏ chỉ có nhóm bất động sản khu công nghiệp thì đang giữ sắc xanh ví dụ như là IDC, KBC và đặc biệt ngày hôm nay có STC là đang tím ha riêng sale sale là một mã cổ phiếu mà là khác biệt ha sale mà cổ phiếu cổ phiếu khác biệt thì ngày hôm nay là ngày chốt quyền của của sale nên làm giá nó có sự điều chỉnh anh chị nha đó thì ngày hôm qua trong video ngắn em có chia sẻ với các anh chị về cái việc mà uh, anh chị nào quyết tâm cầm dài đối với sale thì mình chuẩn bị cái sức mua để mua uh, đối với mặt cổ phiếu sale này và nếu mà anh chị không có cầm dài thì khi ngày hôm qua mình bán rồi hả? khi ngày qua bán rồi còn nếu mà ngày hôm qua vẫn còn cam thì ngày hôm nay là mình đã có được cái quyền mua thì nếu mà anh chị không sử dụng quyền mua này thì à, tới ngày mà có thực hiện chuyển đổi hoặc là bán quyền mua thì anh chị có thể trao đổi cái quyền mua này đối với những cái người mà đang có nhu cầu còn nếu anh chị không có à, sử dụng quyền mua nhưng mà anh chị không có trao đổi luôn thì anh chị sẽ bị mất mất cái quyền mua đó và mình sẽ bị lỗ lỗ cái phần đó nha anh chị nha Đó, anh chị lưu ý ha lưu ý và một cái điểm nữa cần lưu ý đối với mã xe này là nếu mà anh chị nộp tiền vào để thực hiện quyền mua thì lưu ý mình nộp tiền vào tài khoản cơ sở anh chị nha chứ anh chị nộp tiền vào tài khoản margin là rất có thể nếu mà tài khoản của anh chị căng cứng margin thì có thể nó sẽ trừ vào cái phần margin anh chị nha trừ vào phần margin của các anh chị nên là anh chị nộp tiền vào thì nộp vào phần tài khoản cơ sở để không bị trừ margin nha anh chị Ok về công nghiệp thì anh chị thấy là dịch vụ à, xây dựng và vật liệu xây dựng thì ngày hôm nay cũng đang có sự phân hóa. LCG thì giảm 1.8% này. Rồi VGC, -E thì và BC1 thì đang xanh nhẹ, một số mà cổ phiếu khác đều đang giảm giảm nhiều à, đang giảm nhiều hết. Ok. Nhóm dầu khí, nhóm dầu khí thì ngày hôm nay BR oi đều đỏ hết vậy, những mã cổ phiếu lớn, những mã cổ phiếu chính trong nhóm dầu khí thì ngày hôm nay đều Uh, mang lại sắc đỏ hết ha đều mang lại sắc đỏ hết trong đó có BVC là tăng giảm nhiều nhất này với 2 chấm uh, BVB là 2.51 BVC là 2.06 và à, uh, BVS thì 1.74 1.58 đối với BVD BR thì 1.65 Đa, đa phần là đang điều chỉnh khá nhiều nên là đối với những mã này nếu mà nó có những cái nhịp tốt liệt trở lại mà nó vẫn giữ được yếu tố kỹ thuật thì mình vẫn giữ còn trường hợp mà nó phá vỡ đi những cái mốc quan trọng cho những cái ngưỡng tín hiệu đảo chiều thì anh chị nên thoát cái hàng và mà đợi nó có những nhịp cân bằng mình sẽ mua lại ở những vùng giá tốt hơn bên dưới Hai anh chị nha ok rồi à, top các mã cổ phiếu mà đang được giao dịch nhiều nhất trong phiên ngày hôm à, nay dg novaland vx dg vbank hg vnd get hbg bdr shb hs hsh hsg ldg stb đây là những mã cổ phiếu mà anh được giao dịch nhiều nhất trong phiên ngày hôm nay Ok, VN30 thì hôm nay đóng nến nó vùng 1165, giảm 1.63 điểm à, giảm 1.63 điểm. Hà Nội, sàn Hà Nội thì tăng điểm, sàn Upcom thì tăng điểm nhưng mà à, sàn bên VN30, chỉ số VN30 thì giảm. VN Index, HOC thì giảm ha. Ok, về nhóm ngành này thì anh chị thấy là cái 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 cái, khối tỷ lượng cũng như là dòng tiền đang dùng vào những mã nào ha. Ví dụ như LBB thì đang tăng nhẹ lại 0.93 này, ACB tham chiếu này rồi Techcombank, VIP là đang tham chiếu này, KBC xanh, CTG xanh, VCI xanh, các mã cổ phiếu mà đang có những sự điều chỉnh nhiều ví dụ DG, Novaland, VBank, STB, những mã cổ phiếu như này anh chị nhé, anh chị có thể dựa trên cái này để mình nhìn. Rồi thì ngày hôm nay cùng với các anh chị đi vào cái biểu đồ anh chị. Đó thì về biểu đồ thì về mặt dài hạn thì em không vẫn chưa có gì thay đổi anh chị nha. Về mặt dài hạn thì vẫn chưa có gì thay đổi. Vẫn là cái vùng hướng về 1.205 à, một vùng hướng về 1 1205 trong trung hạn thì anh chị thấy là đang chạm về những vùng kháng cự và bắt đầu có những cái sự rung lắc thì hiện tại đang cho những trạng thái doji nhưng mà với cái nến tuần thì mình đợi kết tuần nó như thế nào anh chị nha còn ngắn hàng thì đang như này và cái vùng mục tiêu hướng tới vẫn là 1.205 nhưng mà quanh vùng 1180 sẽ là những vùng mà vn index đang có những sự rung lắc ở khu vực này không daily thì anh chị thấy là cái chỉ số khoảng ngày hôm nay một phiên giảm điểm thì chỉ số khoảng đại giảm tương đối ha từ vùng 91 thì hôm nay giảm sau một phiên giảm điểm như này thì giảm về còn 83 thì với những cái nhịp như này thì cần về có thể là nó điều chỉnh vào lại 75 sau lại đi ngang ha giống như đoạn này điều chỉnh với 75 lại đi ngang rồi lại tăng hoặc là nếu mà có những sự điều chỉnh mạnh của vn index thì giảm về tới dưới vùng này ha đi vào vùng 50 này thì sẽ có những nhịp tăng an toàn hơn anh chị thấy không ở cái vùng này đó ở cái thời điểm này tao phiên ngày uh, 5 tháng 4 thì bắt đầu có những nhịp điều chỉnh và nhịp điều chỉnh này khá là sâu anh chị nha nhịp điều chỉnh này khá là sâu làm cho chỉ số uh, hưng phấn của thị trường giảm khá là thấp và từ đó tạo những tiền đề và thị trường tăng từ đó luôn anh chị nha tiền đề tăng từ từ thời điểm đó thì với cái điểm hiện tại của vn thì anh chị thấy là vn index đang có những cái uh, trạng thái bắt đầu trong phiên ngày mai anh chị bắt đầu trong phiên ngày mai là sẽ có trạng thái tích kiếm thì cái trạng thái này tạo khách sạn thì em đã có chia sẻ với các anh chị ở trong những cái video trước đó rồi đó thì anh chị nào đã xem qua thì cũng có thể là xuyên suốt được cái góc nhìn này ở trong một thời gian vừa qua và với một cái trạng thái tách kiếm như thế này thì khả năng vn index sẽ có những cái nhịp à, điều chỉnh với lại khách sạn đó, điều chỉnh với lại khách sạn sau đó nghỉ ngơi khu vực này rồi mới có những cái quá trình đi lên đó mới có những cái quá trình đi lên Nên anh chị nha đó là cái diễn biến mà uh, suy nghĩ về vn index trong thời điểm hiện tại với một cái mặt tích cực còn cái mặt nó tệ hơn nó tiêu cực hơn là vừa nên xương luôn cái vùng kháng cự xương luôn cái vùng khách sạn và nó về lại tới cái vùng bên dưới này à, về lại cái vùng hỗ trợ giao găm ở đây xong rồi đã có những cái nhịp test dùng dành ở khu vực này xong rồi mới có những cái nhịp uh, đi lên lại anh chị nha đó thì lúc này mình mới uh, có những cái điểm mua khác ở những vùng dưới này còn ngắn hàng hiện tại thì anh chị thấy là uh, vừa đang có một cái vùng hỗ trợ ở một một 50, 1150 khu vực này nha anh chị nha. Đó sẽ là những vùng mà anh chị có thể cân nhắc những cái nhịp tôi không, tôi cộng đối với các mạng cổ phiếu của mình khi mà thị trường điều chỉnh vào đây và với một cái nhịp mà khi thị trường đã có những tín hiệu xác nhận vào những cái xu hướng tăng mạnh thì khả năng điều chỉnh mà sâu gãy vào tới cái vùng dưới này thì kịch bản xảy ra nó sẽ tương đối thấp, kịch à, bản xảy ra nó sẽ tương đối thấp nhưng mà nếu mà có kịch bản đó thì mình vẫn phải tuân theo thị trường bởi vì anh chị biết là thị trường mình không có chống lại anh chị, mình chỉ nương theo thị trường. Mình chỉ đưa ra những cái dự đoán cũng như là những cái kịch bản hành động để mình sẵn sàng cho những cái cái hành động sau đó. Nếu mà thị trường vận động theo cái kịch bản nào thì mình sẽ hành động theo kịch bản đó để mình bảo vệ cái vốn của mình và mình phát sinh được cái lợi nhuận nhanh chị nhá Đó là cái cách mà mình đang vận hành trên thị trường chứng khoán này để tránh anh chị phản đối, phản ứng lại với thị trường thì lúc này mình sẽ không có thể nào đỡ được anh chị ha, không thể nào đỡ được. Đó thì anh chị hết sức lưu ý ha à, thì thị trường sẽ có một cái móc khách sạn à, thì em đang kỳ vọng là thị trường sẽ giữ được cái móc khách sạn ở đây rồi sau đó sẽ có những nhịp tăng lên tiếp tục ha tăng lên tiếp tục với cái nhịp này à. còn về những cái biểu đồ ngắn hạn hơn anh chị ngắn hạn hơn thì anh chị thấy là phần index ha đang có những quá trình tích lũy trở lại ha thì trong phiên ngày mai hai à, 2 tiếng mùa đầu tiên sau hai tiếng mùa đầu tiên thì cái vùng cân bằng của vn index trong khung ngắn hạn từ 1167 sẽ nâng lên cái vùng 1172 và đây sẽ là một vùng cân đặc bằng mới làm cái mức năng đỡ mới mức cân à, nước mức năng đỡ động để giúp cho thị trường có thể đi lên. Còn nếu trường hợp mà VN Index mất khỏi cái vùng này thì khả năng VN Index sẽ có những nhịp điều chỉnh về tiếp cái vùng 1167 rất là cao và mất 1067 thì đương nhiên cái vùng 1150 là cái vùng khách sạn ở trong cái khung này à, là vùng khách sạn ở đây đang chờ VN Index. Đó thì trong ngắn hạn thì mình còn phải lưu ý những cái điểm à, những cái mốc nó tương đối quan trọng anh chị nha. Đó thì ngày hôm nay VN Index mất đi cái vùng 1172 thì tương đối xấu đó anh chị. Trong đây nó đã cho ra những trạng thái tích lũy khá là chặt và với cái việc mà đám nến như thế này thì chỉ còn ngày mai tiếp tục phá vỡ đi những cái vùng 1172 172 1.173 thì bovinus sẽ cho một trạng thái là giảm mạnh ở trong những khung này thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái khung khác lớn hơn. đó thì ở đây anh chị thấy nếu mà mất đi vùng 1.172, à, 1.172 thì khả năng sẽ có một cái lực giảm để đẩy index về tới cái vùng 1 đẩy bên in index về 1167 anh chị nha. Và sau 2 tiếng đồng hồ đầu tiên cái vùng 1167 này nó sẽ nâng lên cái vùng 1171 174 đây. Đó, đó sẽ là những cái diễn biến của bên index trong phiên ngày mai để anh chị lưu ý. Thì nếu trường hợp tích cực bên index về tới vùng này rất có thể sẽ có một cái nhịp T0 cho anh chị từ vùng 1167 này ha. Nó đánh ví dụ như thế này anh chị. Đó, ví dụ thị trường về tới mất cái vùng 1172 đúng không ạ? Về tới 1167. Rồi sẽ có một nhịp hồi phục nó về lại nó test lại cái vùng này anh chị nha nó test lại cái vùng đó thì nếu mà tích cực giữ vượt qua được cái vùng 1176 này thì thị trường sẽ có một cái dịp tiếp tục đi lên đúng không anh chị còn trường hợp mà test lại vùng 1076 này mà không thành công thì khả năng bình index một là tốt lệ lại trong biên này hai là sẽ về lại khách sạn và kết bản mà về lại khách sạn khá là lớn ha kịch bản về lại khách sạn là tương đối cao với khách sạn này cũng tương đối lớn và cái lực hút của nó cũng tương đối nhiều nha anh chị nha bởi cái độ tách kiếm ở đây nó cũng tương đối lớn đó thì với thời điểm hiện tại thì chính cũng tốt, ha. chính cũng tốt, mà tăng tiếp cũng tốt, đó là những cái điểm mà uh, của thị trường ở thời điểm hiện tại. Bởi vì sao? Anh chị đang có những cái vị thế ở những vùng cao mà đã tham gia vào trong những cái phiên trước đó, ha. ví dụ phiên ngày hôm qua hoặc là phiên ngày hôm nay mà khi mà tham gia vào trong phiên sáng, thì vị thế của anh chị đang cao thì chỉ còn thị trường mà nó giảm thì sẽ làm cho anh chị có những biên lộ um, không phải quản trị và anh chị uh, cần thị trường tăng lại để mình quản trị con đó cho tốt. Còn nếu mà anh chị mới vào một phần để lấy vị thế thì cái việc mà thị trường giảm tạo ra những điểm mua mới để anh chị có thể nhập hàng và mình mua được những cái vùng giá nó tốt hơn mình dưới, à, tốt hơn mình dưới. À, thì việc mà nếu mà thị trường tăng tiếp thì anh chị sẽ có thêm những cái cơ hội um, chốt lời ở những cái vùng giá cao. À, những vùng giá cao hơn. Còn nếu mà thị trường chỉnh thì tạo ra cho anh chị những cái điểm mà anh chị có thể là gia tăng các cái mã cổ phiếu của mình. À, thì anh chị lưu ý ha, cái mốc 1172 là một mốc mà tương đối quan trọng của thị trường trong thời điểm hiện tại để xem thị trường có thể sẽ đi vào một nhịp điều chỉnh về lại khách sạn ở vùng 1150 1149 hay không còn nếu mà không mất cái vùng 1172 thì và sâu hơn là vùng 1167 thì à, thị trường có thể sẽ có những cái nhịp sai quay và quay trở lại trong cái xu cái cái nhịp tăng và tiến về cái vùng 1180 và 1205 Ok đó là về vn index anh chị nha rồi sẽ vào vn30 VN30 thì nó đang có cái chặt tương tự với VN Index nha anh chị. Đó, đang có cái chặt tương tự. Ngày hôm nay mình tiếp tục phá đỉnh và cũng là 8 phiên liên tiếp ha. 8 phiên liên tiếp với cái điểm số tăng và phiên ngày hôm nay là một phiên giảm điểm. À, phiên giảm điểm thì VN30 cũng có cái cách đi nó cũng tương tương với cái VN Index nha anh chị nha. Đó, tương tương với VN Index. thì với VN30 thì cái mốc cần giữ đó là cái mốc 1.165 nha anh chị nha, 1165 mất 1.165 thì vn30 sẽ tuần thứ 6, nó khả năng điều chỉnh về về lại cái vùng 1.150, 1.160. À, nếu mà không giữ được 1.160 thì sẽ về lại 1.147, a à, 1.143. Còn trường hợp nếu mà vẫn giữ được trên 100 158 à, 160 này thì bình thấy có vn30 có thể là có những nhịp tiếp tục tiến lên tiếp, tiếp nha chị nha. Anh chị nha. À, thì cùng quan sát trong phiên ngày mai thì ngày mai là phiên đã hạn vệ sinh nên là cũng sẽ có những hạn chế bởi vì ngày hôm nay thì anh chị thấy là trong phiên ATC ha, nó có những cái nhịp kéo lên khá là ghê à, ATC có những nhịp kéo lên khá là ghê à, ATC có những nhịp kéo lên khá là ghê và sau đó có những áp lực bán xuống thì mình không biết là ở thời điểm hiện tại ATC trong ATC thì người ta đã chốt xong chưa ha chốt xong cái phần các là đồng chưa nhưng mà với cái thời điểm như này thì mình vẫn còn phải quản trị với Win Index ở những cái mốc là 1172 và 1167 anh chị nha đó là những cái mốc mà anh chị cần phải quan trị đối với cái danh mục của mình để tránh trường hợp là mình um, thua lỗ ha, với những cái vị thế tham gia vùng cao và mình giảm lại ha. cái vị thế vùng giá tốt thì mình giảm lại thì chuyện nhỏ giảm lại rồi nó cũng sẽ tăng lại nhưng mà những vị thế vùng cao thì cần phải quan trị nhanh chị nha Ok đó là những cái hoạt động của thị trường rồi anh anh chị có cái góc nhìn nào khác về thị trường thì có thể là để lại ở phần bình luận ở bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi với nhau nha anh chị nha Đó. Đó, thì với cái nhịp này thì cũng có chia sẻ với các anh chị từ trong phiên sáng chị ha từ trong phiên sáng về cái việc mà uh, thị trường này Đấy. thị trường đang có những cái chuẩn bị với cái việc là uh, cập nhật với à, uh, phái sinh à xuyên suốt từ đầu tuần thì khả năng hôm nay thị trường có thể là có một phiên tăng điểm phiên ngày mai khách sạn có thể là xảy ra và à, những nhịp điều chỉnh thị trường vừa chạm kháng cự vừa có chỉ số phân phấn cao nên hành động ưu tiên là kéo xanh mạnh chủ động chốt lời và thu sức mua về tài khoản thu lợi nhuận về tài khoản và chờ sau đó hàng phái sinh mình tìm vị thế mình tham gia rồi những vị thế giá tốt giữ từ tháng 5 thì có thể tiếp tục gồng nếu muốn gồng đến hết xu hướng còn ngắn hàng thì những cập nhật trước đó có chia sẻ với các anh chị về cái điểm mà bán khi mà chạm vùng kháng cự 1 à, 1180 1205 đ anh chị nhá Rồi, còn các vị thế tới cộng mới thì ưu tiên chốt Đó, thì ngày hôm nay cái chủ đạo là như vậy. Đó, thì ngày hôm nay nghe cũng có chốt thực hiện chốt lời cái mã cổ phiếu à, VX ha, anh chị ha Với VX thì cũng đã có chia sẻ với các anh chị công khai ở trên à, một là YouTube anh chị đây ha, công YouTube khi mà chia sẻ với các anh chị về cái mã cổ phiếu ngày 14 tháng 7 anh chị nha, vùng mua có hết à, VX ở đây. Rồi à, có chia sẻ với các anh chị ở trong cái các cái room đó, có chia sẻ với các anh chị ở trong room nữa đó, trong room cộng đồng thì anh chị nào mà chưa tham gia vào trong room cộng đồng thì có thể tham gia vào trong room cộng đồng anh chị nha Rồi. Này. có những cái chia sẻ cho các anh chị luôn ha từ sáng sớm ha từ ngày 14 tháng 7 từ 8 giờ 30 sau khi làm xong up video lên là đều có chia sẻ với các anh chị hết về cái mặt cổ phiếu VX này rồi à, ngày hôm nay ngày có chốt ngày hôm nay có chốt thì cũng có báo các anh chị ha ngày hôm nay có chốt thì cũng có báo cho các anh chị về cái vùng giá mình chốt để anh chị có thể là chủ động cái lợi nhuận cho mình. Đó, còn ngày hôm qua thì có chia sẻ với các anh chị về mã DG và DXG này. Đó. đó. thì ngày hôm qua có chia sẻ anh chị không? Thì trước đó cũng có ngày 13 tháng 7 trước cái ngày uh, VX là 14 tháng 7 anh chị ha. Thì có chia sẻ với các anh chị về cái mã DG và DXG. Đó. Chia sẻ vùng cắt lỗ luôn và mục tiêu chốt lời kỳ vọng. Đó, thì ngày hôm, hôm hôm qua ngày hôm qua anh chị thì có chia sẻ với các anh chị là để kêu là gờ hàng về có lại nhuận 5% anh chị chủ động đó có nghĩa là nhắc nhở các anh chị à, thực hiện chốt lời luôn và ngày hôm nay anh chị thấy là những cái hoạt động của thị trường cũng tương đối và những cái bản này nó không có những cái sự sụt giảm về điểm số nhật những sụt giảm về lãi suất đó anh chị ha đó thì những cái mã cổ phiếu đều có chia sẻ với các anh chị hết rồi FPS này rồi đặc Phương này đều có những cái chia sẻ của các anh chị đó. Rồi, nó lên ha, nó lên thì vẫn đang trong vùng mua thôi. Ừ, liên tục những cái sọt gần đây anh chị thấy em liên tục chia sẻ những cái sọt và có các anh chị về cái vùng áp lực chốt lời của thị trường à, và chỉ số không phán này liên tục những cái phiên gần đây anh chị nha à, những cái view này thì uh, liên tục chia sẻ để gửi cho anh chị những cái góc nhìn để anh chị có thể là có những cái phương pháp đầu tư cho phù hợp à, thì với cái nhịp này nếu mà thị trường điều chỉnh về lại cái vùng năm 1150 thì vn index sẽ có những cái vùng những mã cổ phiếu nào anh chị có thể mua được ha những mã cổ phiếu nào anh chị có thể mua được đầu tiên là mình nói về cái nhóm bóng sản anh chị nha nhóm bất sản thì một cái nhóm uh, mới mới tăng trở lại đây mới có những nhịp vào uh, tăng giá trở lại đây nhưng mà ngày hôm nay cũng có những sự điều chỉnh thì đầu tiên anh chị thấy làm về DG này đó DG có thể là một cái mã cổ phiếu mà anh chị có thể canh mua trong thời gian tới nếu mà có những nhịp điều chỉnh với lại gần cái vùng 21.8 anh chị nha 21.822 đó là những mã cổ phiếu cái vùng giá mà anh chị có thể tham gia với DG rồi, nếu DG vừa tới vùng này, anh chị có thể là canh nhạc mua được. Rồi, đấy DG, DG thì nó về hôm nay nó bán nhiều hơn, nó bán nhiều hơn, giảm tới bốn trăm và vừa tới gần vùng khách sạn luôn rồi. Đó thì nếu mà anh chị nào đang có hàng thì có thể là canh cái bị thế gần khu vực này. Đó, một um, để mình chuẩn bị ha, để mình chuẩn bị. thì gần cái vùng 15.4 15.3 ở đây anh chị có thể cân nhắc, và nhắc được ha. Nếu mà nó xuyên qua vùng 15.3 thì anh chị có thể là chờ vùng 14 14.8 nhưng mà khả năng thì nếu mà tích cực thì về tới 15.3 thì sẽ có những cái nhịp dừng dừng chân lại. Novaland thì vẫn đang trong mùa mua anh chị nha, anh chị vẫn có thể là gom được với Novaland và uh, 14 x ít, càng nhỏ càng tốt nha anh chị. TCH thì ngày hôm nay về khách sạn luôn rồi, thì với mã TCH này nó đang tương đối à, uh, 6 thì mình quan sát xem nếu mà tích cực nó vẫn giữ được trên cái cái zone như này thì mình sẽ tham gia còn trường hợp mà nó xấu nó phá vỡ luôn cái zone thì anh chị có thể là thoát ngắn hạn rồi mình chờ những nhịp mình vào sau mình ừ, vào lại sau nhanh nha ở tôi xác thì đang về những hỗ trợ ở 9.1 này nếu mà giữ được 9.1 thì ok mình vẫn giữ và có thể có những điểm mua thêm ở vùng 9.1 còn trường hợp mà 9.1 mà phá thì khả năng sẽ có những nhịp giảm tương đối sâu của tôi xác vừa lại những vùng bên dưới có thể là 8.8 thậm chí là về 8.6 đó là anh chị nào mà à, muốn tham gia tươi sáng thì lưu ý ha sale thì những mã đây thì anh chị nào đang dự ha thì à, trong những phiên sắp tới nếu mà sale có những cái vùng giá quanh 10 18 anh chị quanh vùng 18 thì anh chị có thể bắt đầu chia tỷ trọng mình chốt được với cái mã sale với cái lượng hàng có sẵn anh chị nha với cái lượng hàng có sẵn anh chị mà à, đang có sẵn mình chốt quanh khu vực này để mình lấy cái tiền đó mình làm về sức mua ha mình lấy cái tiền đó mình làm về sức mua cho cái nhịp à, phát hành thêm nha anh chị nha rồi một số cái mã cổ phiếu mà đang rất mạnh trong thời điểm hiện tại đó là Nam Long thì Nam Long anh chị thấy là Nam Long đang có những cái sự uh, tích lũy trở lại quanh khu vực này à, thì với Nam Long nếu mà uh, tốt á, thì phải có những cái giá gần 35 thì anh chị mới có thể tham gia được ha giá gần 35 thì mới có thể tham gia còn nếu mà uh, nó không về tới 35 thì lưng chừng ha 35.5 35.6 gì đó mình mới cân nhắc còn ở thời điểm hiện tại thì không có điểm vào anh chị nha à, thì với mã Nam Long này thì anh em cũng có những cái nhịp tham gia vào cũng tương đối tốt với cái mã cổ phiếu này à, thì trước đó thì có những cái vùng giá à, tích cực từ vùng 32 ha 32 32.6 thì anh chị thấy là một cái đây cũng được à, mấy phiên à, thì ông đang cho lại những cái biên độ lợi nhuận khá tốt đây 55 anh chị nè à, mua lại 1 phần 2 55 tức là những nhịp trước đó thì đã mua 55 rồi anh chị nha đã mua 55 Đấy, ngày 13 tháng 6 này đã mua 55 cũng ở cái vùng giá đó luôn à, 32.5 32.8 rồi à, chốt lời đó à, thì tới ngày 20 tháng 6 thì có thực hiện chốt lời ở giá 35 lợi nhuận 6% và bộ hai còn lại nâng cái lỗ lên sau đó chờ 55 đó. vận hành thì trong cái cách đây 6 ngày tức ngày 13 tháng 7 thì có mua lại 55 ở vùng giá 32.5 32.6 cũng lại là cái, là cái mua mà đã thực hiện mua ở vùng ngày 13 tháng 6 anh chị đó và chốt lời lần này thì mình nâng nâng cái mức chốt lời lên hàng năng mức chốt lời lên 40 thì hiện tại đang giá 37.4 đang khá tích cực đối với mặt cổ phiếu 55 này Ok, làm Long. Rồi một mã cổ phiếu khác trong cái nhóm này mà đang rất hot và hoạt động khá tích cực trong những phiên gần đây đó là mã HDC. À, mã HDC. Đó, à, HDC anh chị nha, HDC. Thì nếu mà HDC có những nhịp về lại gần vùng 30, 3.2, 34 thì anh chị có thể cân nhắc tham gia được với HDC anh chị nha 30 32 34 thì anh chị có thể cân nhắc tham gia tư cộng được đối với mã HDC này đó, còn nếu mà trường hợp đẹp tích cực thì nó phải về tới vùng 33 ha về tới 33 đó là gần vùng 32 33.2 này mà mình tham gia nó sẽ ok rồi đó là những mặt phiếu tương đối mạnh của cái nhóm bất động sản ha nhóm bất động sản này SR một phiên bánh lên và điều chỉnh khá là rác về lại vùng khách sạn rồi. Vinhome này thì cũng phải chờ những nhịp điều chỉnh anh chị ít nhiều phải với vùng giá 57.5 thà còn nếu mà có giá tốt thì vùng 56.5 anh chị tham gia được nha Vinhome HDC nó rồi ha KG thì ngày hôm nay về tới khách sạn luôn rồi biết ngày mai có thể là nhúng về tới vùng 6.3 luôn anh chị à, KG có thể về tới vùng 6.3 6.2 Sơ thì liên tục tăng rồi bỏ qua nam từ liêm nam từ liêm anh chị muốn tham gia thì có thể cân nhắc cần vùng giá 24 524 6 được ha mã này thì nó đánh nói còn trong các mặt bất động sản thì anh chị thấy là EDC đang có những quá trình tích lũy nên khá đẹp khá là chặt ở khu vực này và cái vùng tích lũy này cứ lên là hôm nay cũng có một áp lực bán tương đối thì nếu mà EDC anh chị có thể là cân nhắc những cái vùng giá tham gia gần 44 bốn gần 44 thì có thể cân nhắc tham gia được giá 43 44 ha 43.443 43 443 là đều có thể tham gia được này. Rồi KBC thì đang kẹp những cái vùng kháng cự trong trung hạn nên là cái điểm mua thì nó cũng không ưu tiên lắm anh chị, không ưu tiên. Đó, anh chị tham ở vùng càng trung hạn này thì còn một hai tuần nữa mà KBC tích lũy tốt ở chỗ này thì mình sẽ xem xét những vị thế tham gia còn ở thời điểm hiện tại thì nó hơi cao. SC thì ngày hôm nay tím rồi anh chị ha. SC ngày hôm nay tím rồi thì mình à, không có cái vị thế tham gia được với cái mã SC này. Đó, ngày hôm nay tím và ở gáp như thế này thì không có cái vị thế tham gia anh chị nhé không có vị thế tham gia ai cứ mỗi lần tăng tiếng lên như thế này thì khá tốt và một mã cũng đang có những điểm khá tích cực trong cái tín hiệu ha trong cái tín hiệu đó thì anh chị nào mà chưa có tham gia vào trong cái này uh... đây anh chị đó thì đây là cái râm cái râm của tim đó thì anh chị nào mà chưa có tham gia vào trong râm thì có thể là chưa có thể thành khách hàng của tim ấy thì có thể là tham gia vào trong cái tim này để mình nhận được những tín hiệu này anh chị thấy là sc này cũng có được những cái vùng mua khá tốt và ngày hôm nay thì nâng cái vùng cắt à, lỗ lên, à, nâng cái target chốt lời lên. Đó là những cái điểm mua với SSC anh chị nha. Ok. Đó là những mã cổ phiếu uh, bóng xả bóng sản khu nghiệp để anh chị có thể là uh, có những góc nhìn và chuẩn bị cái những cái sức mua nha anh chị nha. Chuẩn bị những cái sức mua. Rồi uh, về những cái mã cổ phiếu của nhóm ngân hàng, nhóm ngân hàng thì nếu mà một nhịp thị trường đi lên không thể nào thiếu nhóm ngân hàng được anh chị. À, thì với mờ ban thì ngày hôm trước chưa có tức ngày hôm nay đang có những sự điều chỉnh với lại vùng khách sạn thì anh chị đang có mở banh thì lưu ý gần cái vùng 18.2 anh chị lưu ý vùng này việc công banh thì ngày hôm nay khá tốt quá việc ban ngày hôm nay khá tốt thì với việc công banh này thì cũng đã có những cái vị thế mua rất là tốt từ trước đó anh chị à, mua tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa chốt ha chưa chốt lại với cái mã này à, từ ngày 30 tháng 5 anh chị 30 tháng 5 thì đã có uh, mua mã việc công banh này ở vùng giá 90 92 à, cái chốt là 100 và sau đó là uh, thông báo với cả nhà đó đạt 100 và mình nâng nâng cái vùng uh, chốt lời lên mình nâng vùng chốt lời lên rồi sau đó tới ngày 21 đây nâng cái điểm chốt lời luôn nè anh chị nha nâng điểm chốt lời lên rồi tới ngày 21 là bắt đầu mình tiếp tục mua nhồi lần hai với mã Vietcombank này đó, anh chị thấy là những cái điểm mua liên tục đối với mã Vietcombank này là một trong những mã mà à, robot của câu bộ có test ra anh chị đó tìm ra những cái điểm mua tương đối tốt từ những vùng giá bên dưới vùng giá 92 2.6 thì khá tích cực ha rồi rồi bid bid anh chị thấy đang về lại những vùng hỗ trợ ở 45 45 3 thì anh chị nào chưa tham gia thì vẫn có thể cân nhắc tham gia được vùng này tiêu banh thì à, đang dập dìu và đang test trở lại thì với mã này nếu mà anh chị muốn tham gia thì 15.8 ha mã này 15.8 lăm thì vừa ba năm qua nổ lên hôm nay đánh lại mã này thì chưa ổn lắm ha. chưa ổn lắm mặc dù là có dòng dòng tiền vào trong những phiên gần đây đánh lên khá là tích cực nhưng mà độ rủ lại còn lớn ha. À, độ rủ lại còn lớn CTG <laughs> CTG thì đang gần vùng 29 anh chị có thể cân nhắc tham gia được nha lỡ banh thì canh chốt thôi tết công banh tết công banh này ngày hôm nay vượt lên nhưng mà cũng cuối phiên bị bạc lại thì với nhịp này thì còn phải tích lũy thêm Ok, đó là về một số mã cổ phiếu ngân hàng nha anh chị nha. Mà HP thì vẫn đang trong mua thôi nhưng mà mà đây cái cái uốn suất nó tương đối chậm, nó còn phải tích lũy thêm một thời gian nữa để đảo những cái thế này anh chị, đảo những cái thế này thì lúc này mình tham gia thì sẽ có một cái nhịp dậy tốt hơn, còn thời điểm hiện tại thì uh, anh chị có thể lấy vị thế, ha. Thời điểm hiện tại anh chị có thể lấy vị thế nhưng mà trong thời gian sắp tới khi mà việc mình vượt lên mà HP này vượt lên thì lúc này mình mới đánh nha anh chị. Còn thời điểm hiện tại thì có thể lấy vị thế thôi và còn phải tích lũy thêm một thời gian nữa để đảo cái thế này anh chị, đảo cái thế này. OK, đó là nhóm băng. Còn nhóm chứng khoán thì sao? Nhóm chứng khoán thì ở thời điểm hiện tại thì anh chị thấy là không có cái vùng mua. À, vùng mua thì ví dụ như VND thì anh chị có thể mua gần cái vùng 7 3 17 3 Còn với SI thì bây giờ đi mua thì phải gần cái vùng 27, gần vùng 27. Thì ví dụ như SI anh chị hiện tại vẫn còn thì canh những nhịp kéo lên về gần cái vùng 28, 29 gì đó. là Anh chị có thể là chốt uh, SI để mình chờ về vùng 27 mình quan sát nếu mà OK, mình có thể tham gia một nhịp đối với SI từ vùng giá này còn trường hợp mà không ok thì mình sẽ sẽ chờ những điểm cân bằng bên dưới có thể là gần 25 à, 9 chín hai đó mình mới tham gia được nha anh chị nha nhưng mà mình chỉ em thì em kỳ vọng là SI có thể là về tới và giữ được trên vùng 27.3 thì cái nhịp đi lên nó sẽ à, khỏe hơn và đỡ mất thời gian hơn còn nếu mà à, mất cái vùng 27.3 thì khả năng sẽ có những cái sự đi lên chậm hơn à, đi lên chậm hơn đó. rồi SHS thì anh chị thấy là sẽ có những nhịp tới cộng gần vùng 13.8 ha. Bộ 13 3.8 đánh về vùng 15.8. Đó hai giá. Rồi với ít thì với ít thì ngày hôm nay em chốt rồi anh chị ha. Với ít thì ngày hôm nay em chốt rồi thì lúc này em có sâu cho các anh chị xem về cái mã cổ phiếu VX này. Đó, mã cổ phiếu VX anh chị nha. Đó, thì ngày hôm nay có chia, chia sẻ với các anh chị về cái mã cổ phiếu chốt ha. Chạm kháng cự tùng. Đó, thì em chốt thôi và có thể còn rướng nữa là anh chị chủ động còn chốt lên đó thì anh chị thấy là ngày hôm nay VX có rướng lên được ha có rướng lên được cái vùng 15.65 và à, cổ bị bán ngược trở lại à, thì vẫn đang đóng nến bên dưới này thì mình cũng quan sát trong các thời gian tiếp tới nếu mà nó có thể nó có những nhịp về lại gần vùng 12 thì có thể em lại có một nhịp tới cộng được với à, về tiếp theo đó anh chị đó, à, nên mà vẫn quan sát mà ngày hôm nay chốt lại được vòng về ít này với à, t cộng 4 anh chị t cộng 4 16 phần trăm thì khá tích cực HCM này thì à, liên tục chạm vào vùng kháng cự này mà chưa vượt qua được anh chị nha. Thì anh chị nào muốn tham gia thì có thể là đợi những vùng giá gần 30 gần 29.6 ha, à, gần 29.6, 29 gì đó là có thể tham gia được. SPS thì nó quay trở lại khách sạn rồi, chưa có tăng nhiều. VCI ngày hôm nay cũng có những nhịp bước lên nhưng mà anh chị thấy không, trạng thái hai kiếm yếu như thế này thì uh, tăng lên nó sẽ tương đối khó. Rồi uh, cts cũng tương tự anh chị, CTS cũng tương tự. Có những cái trạng thái bước lên nhưng mà chưa tăng lên được ha chưa tăng lên được mà này còn phải tích lũy thêm thì tạo ra một cái biên độ tích lũy tốt thì lúc này mình tham gia nó số cơ điểm tích cực của CTS là đã vượt qua được cái khung tuần anh chị nha và chỉ cần vượt qua được và tích lũy tốt trên khung tuần này thì sẽ có một cái nhịp tăng khác nó tốt hơn nữa đó. thì trong nhịp mà điều chỉnh sắp tới thì anh chị có thể lưu ý về cái nhóm bóng sản về những cái mã cổ phiếu đó thì mình có thể tham gia vào những vị thế mua anh chị còn thời điểm hiện tại thì à, chưa chưa rõ chưa rõ cái vùng cái 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 vùng giá nào ha à, còn ví dụ là CG thì ngày hôm nay đang có những tín hiệu phá đi cái vùng kỳ run rồi à, về vùng hỗ trợ ở đây thì đang neo lại quanh vùng này có thể là về tới vùng 13 13.3 anh chị nha Đó, anh chị muốn tham gia thêm thì có thể là chờ vùng 13 13.3 FCN thì có thể là về lại gần vùng 15.6 HBC thì vẫn đang neo khá tốt trên 9.2 mất 9.2 thì anh chị có thể là thoát để mình chờ những nhịp gần 8.6 anh chị mua lại VCG VCG thì uh, đang chờ chốt anh chị em đang chờ chốt VCG gần cái vùng giá 24.2 này nhưng mà uh, có tiếp tục kéo lên thì em sẽ chốt VCG quanh vùng này hút. hút thì anh chị có thể là canh gần, gần vùng 19.4 vui hút này thì đánh hơi lâu chút anh chị nha anh chị thấy cứ nổ lên xong lại lưỡi điều chỉnh nổ lên lại tích lũy điều chỉnh Đó. rồi sơ 4G cũng đang tích lũy trở lại thôi Đạt Phương Đạt Phương thì nếu mà có giảm đỏ và quay lại lắp gáp ở khách sạn quanh 3.7 37.3 thì anh chị có thể mua được với đặc phương anh chị nha 37.3 bc1 anh chị có thể bắt đầu lưu ý được rồi ha bc1 thì uh, trong nhịp qua khi mình vượt lên đây đang vướng lại cái cản ở vùng 28.4 nếu mà tích cực vượt 28.4 và tích lũy lại thì anh chị sẽ tham gia còn thời điểm hiện tại thì chưa ha, chưa h Một thì vẫn đang ấy thôi một số mã cổ phiếu bóng hãng như vậy nhóm đạm và hóa chất thì anh chị có thể lưu ý qua DCM ha, DCM. À, nếu mà DCM tích lũy tốt trên vùng 35 35 35.7 này anh chị nha, tích lũy tốt trên 35.7 này thì sẽ có một nhịp và uh, tiếp tục. Đức Giang thì cần phải quá tích lũy lại ở vùng 67.6. Ok rồi, đó là những mặt phiếu mà anh chị có thể quan tâm trong cái những nhịp cái điều chỉnh sắp tới của thị trường để mình có được những cái vị thế tham gia nha anh chị nha. đó thì anh chị nào mà chưa tham gia vào trong rung cộng đồng thì ở trên cái phần bình luận ha, em có đợi cái đường link ở đây anh chị có thể tham gia lại. Ha, có thể tham gia vào trong room để à, trao đổi hồi đáp trong phiên nha anh chị nha. Hết là ngồi phiên dịch. Đó, rồi. Trước khi rời đi, anh chị nào mà chưa like thì có thể là để lại cho em tình một nút like và những bình luận trái tim màu tím anh chị nha còn có những mặt cổ phiếu anh chị quan tâm về điểm mua điểm bán thì để lại ở bên dưới phần bình luận em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị cảm ơn các anh chị rất nhiều hẹn gặp lại ở các cái livestream cũng như là những video tiếp theo